giữa. Bà nói thuyền ánh sáng thì mặc thuyền ánh, nếu mà đóng thuế thì thuyền đi ngay. ông ngần hoảng đóng biệt sau hò lại. Cái thuyền ánh mà vốn liếng bao nhiêu, nếu mà đóng thuế thì buồm ánh siêu. Cái ba vợ bên kia mà nằm suy nghĩ sao mà ra được câu. Buồm siêu thì mặc buồm siêu, nếu mà thuyền quá đặng thì em dựng lên cái cột buồm. Dựng lên cột buồm. Hay quá. Bây giờ cái bài đó thần làm sao thần chế vô có rồi rụng dinh dơ đi. Buồm siêu thì có rượu dinh dớ. Uống miếng nước cam đó là dòng đó. Bây giờ có cái bài hát này, bài hát là thư người chiến binh. Tất cả mấy quý vị đây ai biết ha? Cái câu hát đầu tiên đó là giờ chia tay tôi đã trốn biên cương anh đã xa.